Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay quay lại với các phần mềm Inventor. Thì mình có một cái lớp hướng dẫn về cái phần mềm Inventor này. Thì sẵn đây mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn mới tiếp cận với cái phần mềm Inventor có thể làm việc được trên cái phần mềm Inventor này ha. Thì chúng ta bắt đầu. Rồi sau khi mở cái phần mềm Inventor này lên thì giao diện của chúng ta như trên màn hình ha. Thì một số cái bạn có thể sử dụng một cái số cái phần mềm ở cái phiên bản thấp hơn. Tuy nhiên ở những cái phiên bản ở các năm trước thì cái giao diện của nó có thể là khác hơn so với phiên bản 2023 mình đang sử dụng ha. Nhưng những cái tính năng cơ bản là có thể là hoàn toàn giống nhau. Thì đầu tiên khi mở cái phần mềm Inventor lên thì chúng ta sẽ vào New để làm quen với cái môi trường làm việc trong Inventor. Thì chúng ta sử dụng hệ Mesh cho nên là chúng ta chọn ở cái tiêu chuẩn cái template này là Matrix. Thì ở đây phần mềm Inventor cung cấp cho chúng ta các cái môi trường làm việc cơ bản sau đây. Đầu tiên là môi trường file bạc. Ở cái môi trường này thì nó có thể cho chúng ta vẽ các cái sketch 2D. Từ đó chúng ta có thể mô hình hóa 3D, mô hình các cái chi tiết của chúng ta từ cái sketch 2D mà chúng ta dựng nên. Tiếp theo, cái môi trường Assembly. Inventor cung cấp cho chúng ta cái môi trường Assembly để cho chúng ta lắp ghép các cái chi tiết đơn lẻ mà chúng ta vẽ ở cái file bạc đó thành một cụm các cái chi tiết. Tiếp theo chúng ta có môi trường Browing. Cái môi trường này cho phép chúng ta xuất các cái file bạc cũng như là các file assembly, các file chi tiết hoặc là cụm chi tiết thành các bản vẽ 2D tương tự như AutoCAD ha. Tiếp theo chúng ta còn có một cái môi trường để cho chúng ta thực hiện mô phỏng cái quá trình tháo lắp các cái cụm chi tiết để cho khách hàng có thể hiểu rõ cái quá trình tháo lắp, hoặc là chúng ta có dễ hình dung cái quá trình tháo lắp của các máy hoặc cái cụm chi tiết máy ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái môi trường, từng cái môi trường một ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với cái môi trường file bạc. Chúng ta sẽ làm quen với cái môi trường sketch 2D. Từ đó chúng ta sẽ dựng được cái mô hình 3D ha. Thì để mở được cái file bạc và thao tác được trong cái môi trường này thì mình chọn cái standard và hệ mm ha. Ở đây chúng ta chọn sử dụng hệ mét cho nên là chúng ta chọn hệ mm. Thì để được vào được cái môi trường này thì chúng ta có thể là hai cách là double click vào cái biểu tượng này hoặc là nhấn cái nút create ở dưới đây điều vào được cái môi trường này ha. Rồi, đầu tiên vào cái môi trường làm việc của các file bạc thì chúng ta sẽ làm quen với các mặt phẳng và các cái trục tọa độ để chúng ta có thể vẽ được cái sketch những cái hình chiếu đứng chiếu bằng chiếu cạnh, để từ đó chúng ta có thể sử dụng các cái lệnh 3D để dựng để mô hình hóa các chi tiết 3D đó ha. Thì ở trong môi trường này chúng ta sẽ có ba cái mặt phẳng để chúng ta làm việc: mặt phẳng XY, mặt phẳng YZ, mặt phẳng YZ ha. Thì ở đây là ba cái mặt phẳng nha. Nhiều bạn làm quen mới làm quen thì chưa có thể hình dung được cái ba cái mặt phẳng này. Các bạn cứ nghĩ đây là một cái hình ngôi sao gì đó ha, một cái hình đa giác gì đó. Thì để hiểu rõ hơn thì mình sẽ hiện từng cái mặt phẳng lên cho các bạn xem ha. Đây là cái mặt phẳng YZ nè. Đây là cái mặt phẳng YZ. Đây là cái mặt phẳng XY hả, cũng như là ba trục tọa độ X, Y, Z ha, và một cái điểm tâm tâm của cái hệ tọa độ này. Thì đầu tiên khi ở trong cái môi trường file bạc này nè, chúng ta sẽ chọn cái sketch để chúng ta vẽ các cái bản vẽ 2D của chúng ta ha. Chúng ta chọn New Sketch bằng cách là chuột phải chọn New Sketch ha. Thì các bạn lưu ý nha, chúng ta cần cái lưu ý nè,
Thì những người mới bắt đầu với cái phần mềm Winter thì chúng ta nên chọn cái mặt phẳng XY để làm việc ha. Các cái mặt phẳng này thì giống nhau thôi, tuy nhiên là người mới bắt đầu thì các bạn ưu tiên chọn cái mặt phẳng XY để làm việc ha. Vì sao? Vì trong các cái phép vẽ 2D của chúng ta có các cái lệnh ràng buộc cùng phương song song vuông góc, thì để đỡ cho cái hiện tượng chúng ta là nó bị trái do chúng ta chọn các cái mặt phẳng khác ha, nó bị ngược. Thì khi mà chúng ta chưa có quen với cái phần mềm Inventor thì chúng ta có thể dễ bị rối. Sau này chúng ta thành thạo Inventor rồi thì chúng ta có thể chọn các cái mặt phẳng nào để chúng ta đều có thể vẽ được ha. Thì do là mới bắt đầu, các bạn ưu tiên chọn cái mặt phẳng SD để làm việc ha. Đây, mình nhắc lại ha, chúng ta chụp phải New Sketch, chọn cái mặt phẳng SD để làm việc. Rồi, khi mà vào cái môi trường Sketch 2D thì các bạn lưu ý cho mình một cái điều nữa là các bạn nên chiếu cái trục X, trục Y xuống để làm cái tâm cái trục hệ quy chiếu của chúng ta, để sau này chúng ta có thể dễ ràng buộc được ha. Thì để chiếu được cái trục X, cái trục Y này xuống thì chúng ta sử dụng lệnh Rosette Geometry nè. Thì chúng ta có hai cái cách để chiếu xuống, là chúng ta chuột phải chọn Rosette Geometry hoặc là bấm Rosette Geometry trên cái thanh công cụ trên nè, và chiếu cái trục, chúng ta mở rộng cái cây thư mục xuống ha, có trục X, trục Y xuống. Chúng ta đã chiếu được hai hai cái đường X và đường Y xuống. Thì đỡ thì để đỡ cho hai cái đường này sau này nó không có vướng vào trong cái quá trình chúng ta vẽ. Đây là một cái nét vẽ bình thường ha, khi chiếu xuống là nét vẽ bình thường, để sau này đỡ có vướng vào cái nét vẽ của chúng ta ha, chúng ta đỡ nhầm lẫn, thì chúng ta chọn hai cái nét vẽ này, chúng ta giữ chọn xong rồi giữ Ctrl để chọn cái đường tiếp theo, hoặc là phủ khối nó để chọn hai đường. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn nó thành cái đường tâm hoặc là cái đường chuẩn để lát hồi chúng ta dễ có thể định vị ha. Rồi, việc đầu tiên trong cái môi trường này thì chúng ta sẽ làm quen với các lệnh vẽ 2D tương tự như trong AutoCAD ha. Thì ở đây chúng ta đều có các lệnh vẽ đường thẳng, đường tròn, cung tròn, vẽ đa giác. Thì ở đây mình xin giới thiệu qua một một lần ha. Ở đây chúng ta vẽ đường thẳng, lệnh line, thì lệnh line chúng ta có hai cách vẽ. Thì chúng ta nhấn vào trực tiếp trên thanh công cụ ha, nhấn điểm đầu và điểm cuối, hoặc là chúng ta cũng có thể chọn chuột phải, chọn realign để tạo một cái đường thẳng tiếp theo. Tiếp theo về đường tròn, chúng ta cũng có tương tự, chúng ta có hai cách vẽ. Click vào trên thanh công cụ hoặc chuột phải chọn create center center ball cycle nè. Rồi, chúng ta cũng có cái lệnh vẽ cung tròn ha. Ở đây có cung tròn đi qua ba điểm, cung tròn biết tâm và bán kính 2 điểm. Rồi, tiếp theo chúng ta có lệnh vẽ đa giác, lệnh vẽ hình chữ nhật. Thì ở đây chúng ta click ở trên thanh công cụ ha, hoặc là cũng có cách thứ hai là chuột phải chọn vẽ cái hình chữ nhật là bằng biết 2 điểm nè, true ball. Ở đây chúng ta cũng có thể vẽ các cái hình đa giác. Chúng ta xổ cái thanh công cụ này xuống, có cái polygon thì chúng ta vẽ cái đa giác bao nhiêu cạnh thì chúng ta nhập vào ha. Đây là chúng ta vẽ hình tam giác, đa giác 5 cạnh chẳng hạn. Đây chúng ta kéo qua. Thì sau khi chúng ta đã làm quen được các lệnh vẽ cơ bản thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các cái lệnh ràng buộc cơ bản trong cái môi trường Sketch 2D này ha. Thì ở đây chúng ta có một số các lệnh ràng buộc hay sử dụng ha. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn lệnh ràng buộc là song song đi. Ví dụ như chúng ta có hai cái đường thẳng bất kỳ chưa song song,
thì chúng ta muốn hai cái đường thẳng này song song thì chúng ta có cái lệnh ràng buộc song song ha. Chúng ta lít vào cái lệnh ràng buộc song song, lít về đối tượng thứ nhất và lít đối tượng thứ hai, thì hai cái đường này lại song song với chúng ta. Thì bên cạnh cái lệnh ràng buộc song song thì chúng ta cũng có một cái lệnh là đó là ràng buộc vuông góc. Ví dụ như chúng ta có hai cái đường là chưa vuông góc thì chúng ta có là cái lệnh ràng buộc vuông góc, muốn nó vuông góc thì chúng ta không có cần phải vẽ lại mà chúng ta là tiến hành thực hiện luôn cái lệnh ràng buộc vuông góc ha. Cái này lít vào đối tượng thứ nhất và lít vào đối tượng thứ hai. Rồi ở đây chúng ta thấy có một cái hiện tượng là khi mà hai cái đường này vuông góc và tuy nhiên nó không có nối liền lại với nhau, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái lệnh ràng buộc tiếp theo, lệnh ràng buộc thuộc nè. Ở đây mình xin nói thêm, thì ở đây một số bạn có thể quên cái chức năng của một số lệnh ràng buộc đây, thì chúng ta có thể gợi nhớ lại bằng cách là đưa con trỏ chuột lại và để nó một thời gian ở cái lệnh ràng buộc này, thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta biết cái lệnh ràng buộc này là lệnh buộc gì ha. Rồi ở đây hai cái đường này nó không có nối liền vào nhau, nó không có cắt nhau đó, thì ở đây chúng ta có cái lệnh ràng buộc thuộc này nè. Chúng ta muốn cái đầu mút của cái đoạn này thuộc cái đường thẳng này thì chúng ta sẽ lít vào cái lệnh ràng buộc, lít cái điểm mà đầu mút và lít vào cái đường này à, thì khi đó hai cái đường này nó sẽ cắt nhau. Tương tự chúng ta có thể áp dụng các lệnh ràng buộc này đối với các cái hình chúng ta vẽ không có nằm ở ngay cái trục tọa độ ha. Ví dụ như cái đường thẳng này chúng ta muốn nó nằm ngay cái trục tọa độ này thì chúng ta có thể kéo nó về bằng cách là sử dụng lệnh ràng buộc này ha. Nên chúng ta có thể sử dụng lít vào đầu mút và lít vào cái điểm tâm của cái trục tọa độ thì nó cũng quay về ha. Rồi sẵn đây thì mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cái lệnh quay lại về cái thao tác phía trước ha, là chúng ta sử dụng Ctrl Z ha, thì chúng ta có thể quay lại cái thao tác phía trước của chúng ta trước khi chúng ta làm việc ha. Đây Ctrl Z là sẽ quay lại cái bước trước đó chúng ta làm việc. Rồi thì cái lệnh ràng buộc này cũng có thể là chúng ta có thể chọn trung điểm hoặc là chúng ta có thể chọn cái đầu mút của đoạn thẳng này thuộc cái đường này thôi, không có thuộc cái tâm của cái hệ tọa độ này, thì chúng ta chỉ cần chọn cái trục hoành này thôi ha, thì nó sẽ thuộc về ha. Rồi lệnh ràng buộc tiếp theo là chúng ta có cái lệnh ràng buộc cùng phương ha. Thì ở đây chúng ta thấy cái đường thẳng này nó không có cùng, tôi muốn nó bằng cái cùng cái phương với cái trục hoành này thì chúng ta phải làm sao, thì ở đây có cái lệnh ràng buộc này ha. Ta cho lít vào nó thì nó sẽ cùng phương với cái trục hoành ha. Đây là lý do tại sao lúc đầu mình có lưu ý là mình phải chọn cái mặt phẳng ít đi để chúng ta vẽ. Thì khi mà chúng ta ràng buộc cái này nè thì các phương này nó không có bị đảo lộn, khi đó chúng ta đỡ phải mất công tư duy để chúng ta tìm lại cái phương đúng của nó ha. Rồi tương tự cũng có cái phương thẳng như thế này, chúng ta có một cái đường thẳng tuy nhiên nó không có cùng cái phương với cái trục y này, thì chúng ta muốn nó cùng cái phương lại thì chúng ta chỉ sử dụng ràng buộc theo phương thẳng này ha, thì nó lập tức thẳng cùng cái phương y cho chúng ta ha. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng có các ràng buộc cái đồng tâm. Ở đây chúng ta có cái lệnh ràng buộc đồng tâm, thì ví dụ như chúng ta có hai cái đường tròn này chưa đồng tâm thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh ràng buộc đồng tâm, muốn nó đồng tâm thì sử dụng lệnh ràng buộc đồng tâm bằng cách là lít vào vành của đường tròn thứ nhất và đường tròn thứ hai, thì hai cái đường tròn này sẽ đồng tâm lại với nhau. Tiếp theo chúng ta cũng có lệnh ràng buộc tiếp tuyến. Chúng ta muốn vẽ một cái đường thẳng tiếp tuyến với cái đường tròn do trước thì chúng ta chọn cái lệnh ràng buộc tiếp tuyến Rồi ở đây chúng ta thấy nó cái đường này chưa chạm với cái đường tròn, thì ở đây mình xin giới thiệu một cái lệnh nữa là cái lệnh extend, kéo dài cái đoạn thẳng ra ha. Chúng ta có thể kéo dài cái đoạn thẳng chạm với cái đường tròn mong muốn cho chúng ta ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái lệnh ràng buộc nữa, đó là lệnh ràng buộc bằng. Ví dụ như chúng ta có thể có hai cái đường thẳng
Tuy nhiên chúng ta muốn cái hai cái đoạn thẳng này bằng nhau thì chúng ta có cái lệnh rằng bằng nè, bằng lớp trung thứ nhất và lớp trung thứ hai thì hai cái đoạn này bằng nhau. Thì các cái lệnh ràng buộc này cũng có thể áp dụng với các đường tròn hoặc là các cạnh của các cái hình chữ nhật cũng được nữa ha. Ví dụ như chúng ta muốn hai đường tròn này bằng nhau, lớp bằng nhau, hoặc là cạnh của cái hình này bằng với cạnh cái hình này, cạnh này bằng cạnh này, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái lệnh ràng buộc này để áp dụng cho các cái hình như thế này ha. Chúng ta linh động áp dụng ha. Rồi, một cái lệnh ràng buộc tiếp theo nữa là lệnh cái ràng buộc đối xứng. Nó là chúng ta có hai cái đường thẳng chẳng hạn, hoặc là hai đường tròn, chúng ta muốn nó đối xứng qua cái trục này. Đó, đó là lý do tại sao mình từ đầu mình đã sao chép hai cái trục đi này ha. Đó, mình muốn hai cái đường tròn này đối xứng nhau qua trục thì chúng ta sử dụng lệnh ràng buộc đối xứng. Đường tròn đối xứng qua cái trục Y thì chúng ta chọn đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ hai và cái trục đối xứng. Thì hai cái đường này nó sẽ đối xứng cho chúng ta ha. Tương tự, nếu mà chúng ta muốn đối xứng qua cái đối tượng này, muốn đối xứng qua cái trục Y thì cũng làm tương tự như vậy. Đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ hai và trục Y. Như vậy là chúng ta đã làm quen được các cái lệnh ràng buộc ở trong Sketch 2D ha. Thì tiếp theo mình sẽ ứng dụng cái lệnh ràng buộc này và các lệnh đã học để làm quen vẽ một cái một số cái bài tập cơ bản như trên hình ha. Tiếp theo mình sẽ ứng dụng các cái lệnh vẽ cơ bản cũng như các lệnh ràng buộc cơ bản để giải cái ví dụ trên màn hình ha. Thì ở đây việc đầu tiên vào cái môi trường Sketch này thì như mình đã nói đó, thì mình sử dụng lệnh Rotate Geometry để chiếu cái trục Y xuống ha. Chúng ta phóng cho thu nhỏ các cái chi tiết bằng cách là lăn chuột giữa ha. Rồi cái hình này chúng ta sẽ vẽ như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ phác thảo cái hình ra, thì để cho đỡ chúng ta phải ràng buộc nhiều thì chúng ta vẽ ở tâm cái góc tọa độ ha, cho sau này chúng ta dễ có thể ràng buộc ha. Rồi đây là một cái hình ha, chúng ta vẽ đại ra ha, không cần phải chính xác lắm đâu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ vẽ một sử dụng các lệnh ràng buộc ha. Thì ở đây chúng ta sẽ ràng buộc cái kích thước ha, thì chúng ta sử dụng cái lệnh điểm xanh để ràng buộc kích thước ha. Thì cái đoạn này chúng ta có chiều dài là 20 và chúng ta sẽ ràng buộc theo cái phương ngang. Thì cái hình chúng ta thấy là cái này nó cùng phương với cái x ha, tương tự cái đường này cũng vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ràng buộc cái kích thước chiều cao như hình là 15. Tiếp theo chúng ta có cái cạnh dưới là 30. Và chúng ta nhận thấy hai cái đường, hai cái cạnh bên của cái hình này có cái tính chất đối xứng, thì chúng ta sẽ vẽ một cái trục trung gian để làm cái trục đối xứng cho cái hình này. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh ràng buộc đối xứng để đối xứng hai cái cạnh này qua cái trục trung gian của chúng ta ha. Lệnh ràng buộc đối xứng đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ hai và cái trục đối xứng. Đó, thì như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái ví dụ A. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái ví dụ B. Đó, xóa cái bài này đi để thực hiện cái hình B. Rồi, ở cái hình B này chúng ta cũng thực hiện như vậy ha. Vẽ bằng lệnh line. Rồi. Chúng ta vẽ phác thảo ra thôi ha, không cần phải đúng ha. Sau đó chúng ta sử dụng các lệnh ràng buộc để làm cho nó giống như hình đây, buộc theo phương nè. Rồi chúng ta ràng buộc kích thước vào, chiều cao là 20, đoạn này là 8, đoạn này là 20,
Đoạn này là 20. À sorry, mình nhầm ha. Chúng ta đoạn này là 30 và đoạn này là 20. Thì như vậy chúng ta đã làm xong cái ví dụ B ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái ví dụ C ha. Thì giống như các cái hình trước ha, chúng ta vẽ phác thảo ra ha. Chúng ta vẽ phác thảo cái hình ra. Rồi, tiếp đó chúng ta sử dụng các cái lệnh ràng buộc ha. Thì chúng ta nhận thấy là cái đường thẳng này nó phải cùng phương với y. Rồi, tiếp theo hai cái đường thẳng này là đối xứng nhau qua trục y. Rồi, chúng ta ràng buộc kích thước ha. Thì ở đây mình có ràng buộc kích thước nhanh bằng cách là chụp phải ha. Chọn dimension cũng được luôn ha. Hoặc là chúng ta bấm trực tiếp trên thanh công cụ ha. Đoạn này là 5 và hai cái đoạn này là bằng nhau, chúng ta sử dụng lệnh ràng buộc bằng. Rồi tiếp theo chúng ta nhận thấy hai cái đoạn này đối xứng nhau qua cái trục trục y ha, chúng ta sử dụng lệnh ràng buộc đối xứng và chúng ta ràng buộc kích thước luôn ha. Thì ở đây chúng ta những cái đường thẳng nghiêng như thế này chúng ta chỉ ghi được kích thước theo phương y và theo phương x thôi. Để ghi kích thước song song với cái đường thẳng thì chúng ta giữ nguyên như thế này, chúng ta trục phải và chọn align để ghi kích thước song song. Đây là 20. Rồi thì hai cạnh này là đối xứng nhau đó, thì hồi nãy mình đã đối xứng rồi, hai cạnh này đối xứng nhau qua trục thì mình đã làm rồi nè. À, cho đây vậy là báo máy nó đã báo là chúng ta đã ràng buộc đối xứng rồi. Tiếp theo hai cái cạnh này là đối xứng nhau qua trục x, nhau qua trục x được chưa? Thì như vậy chúng ta đã ràng buộc gần xong cái hình này rồi ha. Thì ở đây một cái thông số của cái hình nữa là cái cạnh góc này là 30. Chúng ta sẽ vẽ một cái đường trung gian ra để ràng buộc cái góc này có kích thước là 30 như bài tập chúng ta cho không. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài tập C thì các bạn sẽ ứng dụng các cái lệnh cơ bản và các cái lệnh ràng buộc đã học để giải các cái bài tập tương tự cũng như các ví dụ tương tự ha. Rồi xin chào các bạn, mong rằng các cái lệnh này hữu ích cho các bạn, giúp các bạn có thể tiếp cận với các phần mềm Inventor một cách tốt nhất. Xin chào các bạn.